Chúng Huyền Thanh, học trò Hà Hồ bỏ theo Hoa hậu để lấy chồng và cuộc sống viên mãn bên Jay Quân. Chúng Huyền Thanh là á quân The Face mùa đầu tiên. Cô có ưu điểm về gương mặt xinh đẹp phù hợp với mảng quảng cáo, cộng với chiều cao nổi bật, luôn thu hút ống kính máy quay. Bên cạnh sự nghiệp, người đẹp Hải Phòng còn được chú ý nhờ cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng cũng là người mẫu Jay Quân. Chúng Huyền Thanh từ á quân The Face gây nhiều tranh cãi đến việc lột xác sở hữu ngoại hình quyến rũ. Chúng Huyền Thanh sinh năm 1997, quê ở Hải Phòng, là một cô gái xinh đẹp, sở hữu chiều cao nổi bật là một lợi thế lớn giúp Chúng Huyền Thanh dễ dàng đi sâu vào các cuộc thi sắc đẹp. Trước khi là một thành viên trong dàn thí sinh The Face 2016, Chúng Huyền Thanh đã có kinh nghiệm làm người mẫu từ năm 13 tuổi. Cô cũng đạt được giải triển vọng trong cuộc thi F Idol 2013. Đến với chương trình Gương mặt thương hiệu, Chúng Huyền Thanh nằm trong đội của Hồ Ngọc Hà. Cô đã từng không được đánh giá cao vì khi đó cô có vẻ ngoài mũm mĩm hơn những thí sinh và bị nghi ngờ về tài năng. Nhưng sau đó sự tiến bộ từ từ đã giúp người đẹp nắm giữ giải á quân trong vòng chung kết. Sau khi bước ra từ cuộc thi, Chúng Huyền Thanh tiếp tục giảm cân để giúp mình trở nên hoàn hảo hơn. Đồng thời, người đẹp có nhiều cơ hội phát triển trong showbiz, được mời tham gia nhiều show thời trang, xuất hiện trong MV của các ca sĩ. Năm 2017, Chúng Huyền Thanh tự tin tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô được đánh giá là ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua đến vương miện này. Nhưng khi được lọt vào vòng chung kết, cô lại bất ngờ xin rút vì lý do cá nhân. Điều bất ngờ hơn nữa chính là sau khi dừng chân tại cuộc thi chưa bao lâu, Chúng Huyền Thanh đã cùng bạn trai tổ chức kết hôn vào cuối năm 2017 và nhanh chóng ổn định cuộc sống gia đình. Những năm trở lại đây, Chúng Huyền Thanh đã quay trở lại showbiz, thường xuyên cùng chồng tham gia các hoạt động sự kiện trên truyền hình. Cô vẫn tiếp tục sải bước trên sàn diễn và làm người mẫu. Kể từ khi hoạt động trong showbiz, Chúng Huyền Thanh rất hiếm khi dính scandal. Duy nhất vào năm 2020, cô bị ném đá vì có hành động kém duyên. Cụ thể, khi vào thang máy, Chúng Huyền Thanh đã bỏ dép và giơ chân lên những nút thang máy. Vì thời điểm này dịch Covid-19 diễn ra, ai cũng chú ý an toàn, nhưng hành động này được cho là mất vệ sinh nơi công cộng. Ngay sau khi nhận thấy sự nổi giận của công chúng, ông xã của Chúng Huyền Thanh lên tiếng giải thích để xoa dịu tình hình và ngày hôm sau, hai vợ chồng sửa sai bằng cách mua khăn giấy, nước rửa tay, gửi ban quản lý tòa nhà. Chúng Huyền Thanh kết hôn bất ngờ, sớm có quý tử và cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mối tình của Chúng Huyền Thanh và ông xã khá ngọt ngào và đầy thú vị. Chồng của á quân The Face là Jay Quân cũng là người mẫu diễn viên. Cả hai gặp nhau lần đầu tại câu lạc bộ người mẫu trẻ. Khi đó ngay lập tức anh đã trúng tiếng sắc ái tình của người con gái mới 13 tuổi, nhưng rất xinh xắn và cao ráo. Nhưng thời điểm đó vì cô còn quá trẻ, có mẹ theo cùng nên Jay Quân chỉ có thể âm thầm làm anh trai mưa. Nhiều lần hẹn gặp Chúng Huyền Thanh nhưng lại bị cô cho leo cây. Và mãi đến tận 5 năm sau, cả hai mới có cơ hội nắm tay nhau. Trong khoảng thời gian 5 năm này, Jay Quân vào Sài Gòn lập nghiệp, họ tiếp tục xa nhau rồi lại tiếp tục lỡ hẹn. Nhưng may thay, bữa tiệc sinh nhật của bạn chung đã giúp cả hai kéo gần khoảng cách và từ đó Jay Quân cùng xác lập mối quan hệ tình cảm của cả hai. Sau này, Chúng Huyền Thanh mới tiết lộ lý do ngày xưa lảng tránh anh là vì thời điểm đó cô cho rằng anh không nam tính hay trang điểm. Họ yêu nhau từ trước khi Chúng Huyền Thanh nổi tiếng, yêu nhau được hơn 2 năm thì về chung một nhà và giờ đã có một nhóc tì. Được biết, con trai lớn của Chúng Huyền Thanh Jay Quân thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố và mẹ. Cậu bé sở hữu một nước da trắng, đôi mắt hút hồn, làn mi dài và nụ cười tỏa nắng. Chia sẻ về việc chăm sóc con, cô gần như đặt mọi niềm tin vào những thông tin chăm con từ chị Google. Jay Quân luôn bên cạnh và hỗ trợ cô hết mình. Mình rất may mắn khi có một người chồng luôn cùng vợ chia sẻ tất cả mọi việc, từ chăm con đến việc nhà cửa. Đặc biệt khi mình có bầu còn được anh Quân chiều chuộng hơn bình thường nữa. Đôi vợ chồng trẻ luôn mong con mình có được một tuổi thơ trong sáng, hạnh phúc và được tự khám phá nhiều điều thú vị. Vào ngày 11 tháng 4 năm 2021, con trai thứ hai của Chúng Huyền Thanh và Jay Quân chào đời. Cậu bé nặng 3,7 kg, có đôi mắt giống bà, còn mũi và miệng thì di truyền từ mẹ. Hoàng tử bé có vẻ ngoài khấu khỉnh đáng yêu và theo như Huyền Thanh chia sẻ thì cậu bé còn có tóc nhiều hơn anh hai của mình. Bé Joyce, con trai lớn của Huyền Thanh và Jay Quân hào hứng khi biết gia đình sắp có thêm thành viên mới. Trước khi em bé chào đời, Joyce còn trìu mến hôn bụng mẹ và đoán em bé sẽ là trai hay gái. Chúng Huyền Thanh và Jay Quân muốn dành sự chăm sóc quan tâm tới cả hai để Joyce không cảm thấy tủi thân khi mẹ sinh em bé. Chúng Huyền Thanh chia sẻ rằng cả hai bé đều là những món quà bất ngờ trời ban cho hai vợ chồng. Joy và Jason luôn là sợi dây gắn kết tình cảm của vợ chồng cô. Cả hai nhóc tì nhà Huyền Thanh, Jay Quân đều nhận được nhiều lời khen có cánh từ cộng đồng mạng bởi sự đáng yêu, dễ thương cùng ngoại hình tươi sáng giống bố và mẹ. Sau khi sinh con, Huyền Thanh nhanh chóng lấy lại được vóc dáng. Động lực lớn nhất của cô cũng xuất phát từ sự tâm lý của Jay Quân. Chồng em rất khuyến khích vợ chăm ăn diện, thoải mái mặc đồ quyến rũ để chồng chụp hình khoe trên Facebook. Vợ đẹp thì khoe chứ không có gì phải giấu, nữ người mẫu tự hào chia sẻ. Tâm sự về bí quyết gìn giữ hạnh phúc tổ ấm của mình, Huyền Thanh, Jay Quân cho biết điều quan trọng đó là niềm tin và luôn hướng về gia đình. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và viên mãn của Chúng Huyền Thanh, Jay Quân chắc hẳn đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong hôn nhân, niềm tin vào tình yêu đến với nhiều bạn trẻ hiện nay. Có thể nói ở hiện tại, Chúng Huyền Thanh và Jay Quân được xem là cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt. Cả hai đều thường xuyên xuất hiện cùng nhau, cùng đi du lịch và tham gia nhiều hoạt động. Những hình ảnh mà Chúng Huyền Thanh chia sẻ về gia đình nhỏ của mình cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.